Trên du thuyền xa hoa, đám đại gia tổ chức một trò chơi thực tế du hành khách tham gia chơi bài. Mỗi khi thắng một vòng sẽ nhận được một sao có thể đổi lấy 1 triệu, nhưng trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Trước khi trò chơi bắt đầu, mỗi người sẽ có 3 sao. Khi trò chơi kết thúc, người chơi không đủ 3 sao cần bồi thường 3 triệu. Cái giá phải trả rất lớn, nhưng các hành khách đều quyết định cược một phen, đặc biệt là Kaiji đang có một món nợ lớn. Đây là cơ hội duy nhất để anh đổi đời. Trò chơi vừa bắt đầu thì đã có một người chơi bị loại, bị cưỡng chế dẫn vào căn phòng. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kaiji sợ hãi, muốn rút khỏi trò chơi. Lúc này có một người đàn ông nói thầm với anh trò chơi có sơ hở, chỉ cần hai người luôn ra bài giống nhau thành ván hoạt thì sẽ luôn giữ được 3 sao, cuối cùng đổi được 3 triệu đồng tiền thưởng. Kaiji nghe xong rất kích động, hai người lập tức bắt tay hợp tác. Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, đánh thêm 3 lá bài nữa thì tiền lại vào tay. Nhưng lần này người đàn ông không ra bài theo giao hẹn, anh ta xin lỗi Kaiji nói mình không cẩn thận ra nhầm bài. Nhưng không sao, ván sau nhất định sẽ để anh thắng lại. Nhưng theo quy tắc trò chơi, anh ta phải lấy 1 sao của Kaiji. Yên tâm, chỉ là trò chơi mà thôi. Kaiji không hề nghi ngờ, vẫn đánh bài theo giao hẹn. Nhưng người đàn ông lại nhớ nhầm. Kaiji lập tức hiểu ra mình đã bị gài bẫy. Anh nổi giận, đánh gã kia ngã lăn quay nhưng lại bị bảo vệ cản lại. Nếu tiếp tục ra tay đánh nhau thì sẽ bị loại. Kaiji không nhịn được cục tức này, là hết nói lá bài cuối cùng trong tay người đàn ông là búa. Người đàn ông không chịu thua, nói bài của Kaiji là kéo. Đám đông xôn xao, có người thừa cơ nhìn trộm bài của người khác. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Người đàn ông đề nghị để công bằng, hay là 6 bài lại từ đầu. Mọi người đều đồng ý. Trọng tài cũng thấy hiện tại đây là cách duy nhất. Sau khi 6 bài lại, người đàn ông lại tìm đến Kaiji và đưa ra một đề nghị đầy cám dỗ. Chỉ cần Kaiji thắng thì sẽ cho anh 2 sao. Chơi lớn hơn, cược 3 sao đi. Kaiji thuyết phục anh bốn mắt bên cạnh hợp tác với mình, hứa là mình chắc chắn sẽ thắng. Còn người đàn ông thì nắm chắc phần thắng hơn, vì anh ta đã giở trò. Trước đó vết máu của anh ta dính vào lá bài kéo. Sau khi 6 bài lại, anh ta cố tình đưa lá bài này cho Kaiji. Nhưng ngay lúc anh ta đang đắc ý, lá bài Kaiji đưa ra lại khiến anh ta đứng hình. Thì ra Kaiji đã nhìn thấu thủ đoạn của anh ta, đổi bài với anh bốn mắt trước. Để khiến người đàn ông không nghi ngờ, anh còn cố tình bôi máu lên lá bài. Thế là Kaiji thành công giành được 3 sao, cứu được bản thân cũng cứu luôn anh bốn mắt. Tiếp theo anh muốn giúp anh bốn mắt dùng hết những lá bài còn lại. Khi cho chơi còn một quy tắc là sau khi hết giờ, trong tay người chơi không được còn lại lá bài nào, nếu không cũng sẽ bị loại. Hai người phối hợp ăn ý, kịp thời đánh hết các lá bài. Kaiji đang chúc mừng, anh bốn mắt lại sợ toát mồ hôi hột. Anh ấy đã quên trong túi mình vẫn còn một lá bài, toàn bộ cố gắng đều đổ sông đổ bể, anh bốn mắt bị loại. Còn Kaiji nghĩ mình cũng có trách nhiệm, lựa chọn cùng bị phạt với anh ấy. Kaiji vẫn chưa biết sự lựa chọn này sẽ mang đến đau khổ thế nào. Đám đại gia bệnh hoạn này nhìn các người nghèo sẩy chân mất mạng mà vui đến mức vỗ tay rầm rầm. Càng nhiều người chết, bọn họ càng hưng phấn. Còn người nghèo ở trên cầu thì không dám dừng lại một giây nào, vì họ đang gánh một món nợ cực lớn. Trò chơi sinh tồn này là cơ hội duy nhất để họ trả sạch nợ. Đại gia cho từng người một tấm phiếu, chỉ cần sống sót sang được bờ bên kia thì sẽ đổi được 10 triệu tiền mặt. Bọn họ cẩn thận nhích từng bước, cố gắng kiềm chế không nhìn xuống dưới. Tiếp cả buổi, cuối cùng đã hoàn thành 1/3 chặng đường. Lúc này từ xa có sấm sét xuất hiện, trời sắp đổ mưa. Kaiji an ủi mọi người đừng hoảng hốt, bây giờ còn chưa có cơn gió nào, tuyệt đối đừng phân tâm. Vừa nói xong thì đã có một người đàn ông hét lớn là có gió, cơ thể bắt đầu lắc lư không ngừng. Trong sự căng thẳng cực độ, anh ta tăng tốc chạy về phía trước. Cái chết của người đàn ông khiến mọi người đều cảm thấy hoảng sợ, không ngừng có người rơi xuống dưới, còn có người muốn chạy lui. Kết quả là liên lụy người đứng đằng sau cũng cùng rơi xuống dưới. Trên cầu chỉ còn lại 3 người, trời có mưa lớn, đường càng khó đi. Anh bốn mắt ở phía sau sợ đến mức không dám nhúc nhích. Anh ta giao phiếu cho Kaiji nhờ anh giao phần thưởng cho con gái. Kaiji đồng ý. Khi anh xoay người lại thì anh bốn mắt đã biến mất. Kaiji biết anh bốn mắt không muốn ảnh hưởng đến anh nên mới tự nhảy xuống. Anh tuyệt đối không được phụ lòng anh bốn mắt. Anh và người còn lại cổ vũ cho nhau, cẩn thận di chuyển từng bước, cuối cùng đã đến đích bình an. Bây giờ chỉ cần mở cánh cửa đó ra thì có thể đổi được 10 triệu tiền thưởng. Ngay lúc này, vì chênh lệch áp suất trong và ngoài quá lớn, người kia bị thổi bay xuống tòa nhà, chỉ còn lại một mình Kaiji vào được căn phòng. Nhưng không ngờ nhà tổ chức lại lật lọng. 10 triệu tiền thưởng của anh trừ đi tiền nợ và tiền lãi lúc trước thì tiền về tay chỉ còn 750.000. Còn phiếu của anh bốn mắt giao cho anh chỉ là một tờ giấy bỏ đi, chỉ có chính chủ đến đích mới lấy được tiền. Cuối cùng thì Kaiji đã nhìn rõ hiện thực, bọn họ bày ra trò chơi này chỉ là để tiêu khiển, không hề định thưởng tiền cho họ. Đại ca của tổ chức cho anh 2 lựa chọn, hoặc là ngậm đắng nuốt cay lập tức rời khỏi đó, quay về sống một cuộc sống bình thường, hoặc là ở lại chơi tiếp trò chơi tiếp theo. Nếu thắng thì bảo đảm anh sẽ có được 20 triệu, nhưng nếu thua thì phải đến nhà máy làm nô lệ 130 năm. Nghĩ đến các đồng đội vô tội vừa chết thảm, Kaiji quyết định cược thêm một ván. Quy tắc trò chơi thứ 3 rất đơn giản. Kaiji có 4 lá bài thường dân, 1 lá nô lệ. Đối thủ có 4 lá thường dân, 1 lá hoàng đế. Quy tắc thắng thua là hoàng đế cai quản thường dân cai quản nô lệ, nhưng nô lệ lại có thể cai quản hoàng đế. Điểm mấu chốt của trò chơi này nằm ở chỗ nên ra 2 lá bài hoàng đế và nô lệ như thế nào. Trò chơi bắt đầu, hai người đều ra lá thường dân, hòa nhau. Lá bài thứ 3, Kaiji đưa ra nô lệ. Chỉ cần đối thủ ra hoàng đế thì anh sẽ thắng, không ngờ đối thủ đã nhìn thấu ý đồ của anh. Lá bài của cậu chắc chắn là nô lệ, đối phương ra lá thường dân, Kaiji thua. Nhưng điều này cũng khiến anh rút ra được bài học kinh nghiệm.
anh quá căng thẳng, bị vẻ mặt bán đứng. Thế là ván tiếp theo, lúc nào anh cũng chú ý khống chế vẻ mặt của mình, không dám lộ ra chút cảm xúc nào. Trò chơi 3 ván thắng 2, anh không còn cơ hội để thua nữa. Kaiji do dự rất lâu, quyết định liều một phen, ra luôn lá nô lệ. Nhưng kỳ lạ là đối phương không quan sát vẻ mặt của anh, mà lại cúi đầu xem đồng hồ. Tiếp theo anh ta ra một lá bài, đắc ý nói ván này anh ta lại thắng. Hai bên lật bài, quả nhiên Kaiji lại thua. Thắng thua đã rõ, Kaiji tuyệt vọng. Theo giao hẹn, anh sẽ bị đưa về nhà máy dưới lòng đất, chịu đựng cuộc sống nô lệ 130 năm. Ngay lúc vào trong thang máy, Kaiji đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại thua. Trong cánh tay anh có một vi mạch có thể hiển thị nhịp tim. Khi anh rút ra lá nô lệ, nhịp tim sẽ tăng nhanh. Còn người đàn ông luôn nhìn vào đồng hồ là để xem nhịp tim của anh. Thì ra Kaiji vẫn luôn bị lừa. Không thể bỏ qua chuyện này được. Anh đi tìm một người phụ nữ ở trong tổ chức, xin cô ấy cho anh mượn một ít tiền để tiếp tục tham gia cuộc thi. Kaiji nói mình phát hiện thủ đoạn ăn gian của đối phương, lần này nhất định sẽ thắng. Người phụ nữ đồng ý, nhưng điều kiện là cô ta muốn lấy 90% phần thưởng. Kaiji đành phải đồng ý. Được người phụ nữ giúp đỡ, đại ca của tổ chức cho anh thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần thắng ván này thì sẽ thắng luôn. Vừa nói xong, Kaiji lập tức đập đầu vào tấm kính. Vì việc này cũng có thể làm rối loạn nhịp tim, sẽ không bị đối thủ nhìn ra sơ hở nữa. Quả nhiên đối thủ bị hành động của anh làm hết hồn. Lúc ra bài vẫn do dự không quyết đoán. Lá đầu tiên, hai người đều ra thường dân, hòa. Tiếp theo, Kaiji không hề do dự, đưa ra lá thứ hai. Đối thủ phát hiện trên lá bài có vết máu, nhớ lại lúc nãy Kaiji làm máu dính lên hai lá bài. Một lá là thường dân, lá còn lại là nô lệ. Bất kể là lá nào, chỉ cần ra thường dân thì chắc chắn sẽ an toàn, thậm chí còn có 50% cơ hội để thắng. Vì lúc lật bài ra là thường dân, họ lại hòa nhau. Nhưng điều này cũng có nghĩa là lá bài dính máu tiếp theo nhất định là nô lệ. Chẳng mấy chốc, Kaiji đã đưa ra lá bài dính máu kia. Đối thủ hí ha hí hưởng, nhưng ngay lúc ra bài, hắn ta đã do dự. Vết máu trên bàn rõ ràng như vậy, chắc chắn là Kaiji đã chú ý đến. Chắc chắn đây là bẫy của anh. Lá bài đó không phải nô lệ mà là thường dân. Thế là hắn ta tự tin tràn trề đưa ra lá hoàng đế, muốn thắng ngay lập tức. Khi Kaiji lật bài lên, mọi người đều kinh ngạc, nô lệ dưới lòng đất cũng hoan hô. Đối thủ không thể tin nổi, chất vấn anh rốt cuộc đã dùng âm mưu gì. Kaiji cười nói, vì anh quá đa nghi, nghĩ sự việc đơn giản theo hướng phức tạp, đối thủ bị thuộc hạ của đại ca đưa đi, còn Kaiji thành công nhận được 1 tỷ tiền thưởng. Anh trả sạch nợ, chia 90% cho người phụ nữ theo đúng giao hẹn, sau đó tặng số tiền cho lại cho con gái của anh 4 mắt bạn thân. Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, anh vẫn là gã nghèo không một xu dính túi. Điều khác biệt là anh không bao giờ gửi gắm hy vọng vào vé số nữa, cũng sẽ không nghe theo số trời, than thân trách phận. Đời người cũng giống như một ván bài, đã bước vào thì không thể rút lui. Người chỉ dựa vào may mắn thì chắc chắn không thể đi đến cuối cùng. Chỉ khi bạn nắm chắc quyền chủ động thì mới trở thành người thắng cuộc cuối cùng.